Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, chính phủ Haiti đã tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm ở khu vực phía tây thủ đô Port-au-Prince đến ngày 20 tháng 3. Khu vực này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 3 tháng 4. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau giờ địa phương. Theo đó sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên của lực lượng công đang làm nhiệm vụ như lính cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và nhà báo được cấp phép. Thông báo do Bộ trưởng Tài chính Michel Patrick Boisvert, người đang giữ chức Thủ tướng lâm thời của Haiti, trong khi Thủ tướng Ariel Henry từ chức, ký ngày 17 tháng 3, nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình bị cấm cả ngày lẫn đêm trong khu vực nêu trên. Cùng ngày, Cộng hòa Dominica tuyên bố tiếp tục sơ tán 27 công dân cư trú tại Haiti do lo ngại tình trạng bạo lực và bất ổn. Đây là những công dân yêu cầu chính phủ bảo hộ do gặp khó khăn khi rời Haiti bằng những tuyến đường thông thường. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica cho biết nước này đã điều 3 trực thăng không quân và lực lượng đặc nhiệm liên ngành tham gia vào chiến dịch sơ tán những công dân trên. Ngày 17 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo 30 công dân nước này đã được sơ tán an toàn khỏi Haiti và tới thành phố Miami, bang Florida. Bộ cũng đang xem xét các phương án giải cứu nốt những công dân Mỹ còn lại, đồng thời kêu gọi các công dân đang tìm cách rời khỏi Haiti hãy liên lạc qua trang web của họ. Trước đó, Thống đốc bang Florida Mỹ Ron DeSantis đã ký 3 dự luật nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp trong bối cảnh khủng hoảng ở Haiti. Ông DeSantis đã điều động trên 250 binh sĩ từ nhiều lực lượng đến khu vực phía nam của bang Florida và các vùng trọng điểm, đồng thời lưu ý rằng kể từ đầu năm nay, các lực lượng của bang đã phối hợp với lực lượng tuần duyên bắt giữ 670 tàu có hành vi vi phạm pháp luật cùng 13.500 người nhập cư bất hợp pháp. Ngày 16 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ thông báo sẽ tổ chức chuyến bay riêng để sơ tán công dân nước này từ Haiti về nước trong bối cảnh quốc gia Caribe tiếp tục chìm trong bất ổn chính trị và bạo lực băng đảng kéo dài nhiều tuần qua. Theo đó, chuyến bay đầu tiên sơ tán khẩn cấp công dân Mỹ sẽ xuất phát từ sân bay Cap Haiten, lớn thứ hai ở Haiti, do sân bay chính ở thủ đô Port-au-Prince đang đóng cửa vì bất ổn. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Trong thông báo đăng trên trang web chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti nêu rõ sẽ tổ chức chuyến bay riêng xuất phát từ sân bay Cap Haiten để đưa công dân Mỹ về nước nếu điều kiện an ninh cho phép. Theo Đại sứ quán Mỹ, hiện sân bay Cap Haiten chỉ mở cửa cho các chuyến bay khởi hành theo những khung giờ nhất định trong ngày và hiện chưa có ngày sơ tán cụ thể, cũng như chưa rõ có bao nhiêu người Mỹ sẽ được đưa trở về nước. Đại sứ quán Mỹ cũng lưu ý các công dân Mỹ cần hết sức đảm bảo an toàn vì tuyến đường từ thủ đô Port-au-Prince tới sân bay Cap Haiten đang trong tình trạng khá nguy hiểm. Cuối tuần trước, Mỹ đã sơ tán các nhân viên ngoại giao không thiết yếu từ Đại sứ quán ở Port-au-Prince về nước, đồng thời đưa thêm lực lượng an ninh tới quốc gia vùng Caribe để bảo vệ cho cơ quan đại diện ngoại giao. Một số nước khác và Liên minh châu Âu-EU cũng đã sơ tán các nhân viên ngoại giao do lo ngại tình hình khủng hoảng tại Haiti. Liên Hợp Quốc cũng công bố kế hoạch sơ tán các nhân viên không thiết yếu, trong khi Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Haiti thông báo triển khai cầu hàng không từ quốc gia láng giềng Cộng hòa Dominica để vận chuyển hàng cứu trợ tới Haiti. Liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Haiti, Thống đốc bang Florida, Mỹ Ron DeSantis đã điều động hơn 250 binh sĩ đến Florida Keys để ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép từ Haiti. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 3 cho biết Ngoại trưởng nước này và Tổng thống Kenya đã thảo luận về các bước cần thiết để tạo thuận lợi cho việc triển khai ngay lập tức lực lượng nêu trên nhằm giúp Haiti sớm lập lại trật tự và an sinh, phù hợp với kỳ vọng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mục tiêu đã nêu của Washington là mang lại sự ổn định chính trị và kinh tế cho nước láng giềng phía Nam, đồng thời giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo của Haiti. Chính quyền Barack Obama đã tập trung vào việc tăng cường lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, tăng cường an ninh kinh tế, cải thiện các dịch vụ y tế và giáo dục, cũng như củng cố cơ sở hạ tầng. Dưới thời Obama, Mỹ đã dẫn đầu các phản ứng quốc tế đối với các cuộc khủng hoảng ở Haiti, gọi quốc gia này là ưu tiên hỗ trợ nước ngoài quan trọng ở Caribe và tiếp tục hỗ trợ sứ mệnh MINUSTAH của Liên Hợp Quốc. Kể từ trận động đất năm 2010,
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đã là nhà tài trợ hàng đầu của Haiti, đóng góp hơn 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hàng triệu đô la Mỹ hỗ trợ các chương trình giảm thiểu rủi ro thiên tai. Về thương mại, một loạt hiệp định do Tổng thống George Bush ký và được gia hạn dưới thời Obama đã mang lại cho hàng dệt may Haiti quyền được miễn thuế vào Mỹ. Tính đến năm 2020, hơn 83% tổng lượng hàng xuất khẩu của Haiti là sang Mỹ. Nhập cư là vấn đề trọng tâm trong mối quan hệ Mỹ-Haiti. Từ năm 1990 đến năm 2015, số người nhập cư Haiti ở Mỹ đã tăng gấp 3 lần khi người Haiti chạy trốn bất ổn chính trị và thiên tai, mặc dù một số chính quyền Mỹ trước đây đã phản ứng bằng các chính sách giam giữ và hồi hương khắc nghiệt. Sau trận động đất năm 2010, chính quyền Obama đã cấp quy chế được bảo vệ tạm thời cho người Haiti TPS, cho phép những người di cư không có giấy tờ từ quốc gia gặp khó khăn có quyền sống và làm việc tại Mỹ trong thời gian có thể gia hạn lên đến 18 tháng. Theo khảo sát cộng đồng Mỹ mới nhất, hơn 1 triệu người gốc Haiti toàn bộ hoặc một phần đã cư trú tại Mỹ vào năm 2021, khiến quốc gia này trở thành quốc gia có dân số Haiti lớn nhất nước ngoài. Tuy nhiên, thời điểm chính quyền Tổng thống Trump Mỹ đã cắt giảm gần 18% viện trợ nhân đạo và phát triển của USAID cho Haiti trong năm 2017 như một phần trong kế hoạch cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ trên phạm vi rộng hơn, nhưng vẫn bảo toàn nguồn tài trợ cho các sáng kiến giảm nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ cũng như thúc đẩy các thể chế dân chủ. Một số hiệp định thương mại từ thời Obama cũng vẫn được duy trì, bao gồm cả việc Haiti được miễn thuế tiếp cận thị trường Mỹ, một trong những hiệp định được chính quyền Trump gia hạn. Nhưng ông Trump khác biệt với những người tiền nhiệm trước đó về vấn đề nhập cư, đặc biệt là liên quan đến TPS, vấn đề mà ông tìm cách chấm dứt đối với nhiều quốc gia. Vào cuối năm 2017, ông đã từ chối gia hạn quy chế bảo vệ cho khoảng 59.000 người Haiti, dẫn đến việc trục xuất hơn 2.500 trong số họ từ năm 2018 đến năm 2020. Đến thời chính quyền Tổng thống Biden, để đối phó với tình hình an ninh và chính trị ngày càng xấu đi của Haiti, Mỹ đã khôi phục TPS cho khoảng 155.000 người Haiti. Mỹ cũng đóng góp thêm 50 triệu đô la Mỹ vào quỹ phục hồi của Haiti, cùng với các thành viên khác của Liên Hợp Quốc trong một hội nghị viện trợ quốc tế do Liên Hợp Quốc chủ trì vào tháng 2 năm 2022. Washington sau đó đã chỉ định Haiti là quốc gia ưu tiên theo đạo luật mong manh toàn cầu năm 2022, nhằm mục đích cung cấp tài chính để ngăn chặn và giảm bớt xung đột bạo lực và thúc đẩy sự ổn định ở 5 quốc gia và khu vực có nguy cơ bất ổn. Vào tháng 3 năm 2023, như một phần của quá trình thực thi đạo luật, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch chiến lược 10 năm nhằm thúc đẩy ổn định ở Haiti. Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn duy trì một số khía cạnh trong chính sách biên giới thời chính quyền Trump. Lo ngại làn sóng di cư gia tăng, chính quyền Biden đã công bố một chính sách mới nhằm từ chối tị nạn đối với những người di cư trước đây không nộp đơn xin tị nạn ở nước thứ ba và những người vượt biên bất hợp pháp. Trong số những người bị ảnh hưởng bởi chính sách này, có hàng nghìn người Haiti xin tị nạn và kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, hơn 27.000 người xin tị nạn đã bị trục xuất về Haiti. Trong khi đó, để khuyến khích di cư hợp pháp, chính quyền Mỹ đã tạo ra các chương trình tạm tha nhân đạo mới cho công dân của 4 quốc gia Mỹ Latin, bao gồm cả Haiti. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!